sân tử tử sân đồng nhất lý, bữa này võ tướng động quan hỡi kim tướng hạ hoàng mau mau lại đâu thì tôn sư dạy về đây. Thank you.
được làm nắm như thế này cả. Xin chào cho nó chết luôn. Ông mày chết chứ không hủy già. Con quát tâm nghĩa ơi. Nó xuyến cổ luôn rồi. Trời ơi. Tôi thở không nổi nè trời. Mày khùng hả? Xuyến cổ mà cho mày thở hả? Lôi đầu nó lên. Coi chừng nó chạy đó. Lá mạnh dữ vậy. Lá gì mà mạnh gì mày? Đứng dậy mày. Khoan. Trước khi tao vĩnh biệt cõi trần. Muốn gì nữa mày? Tụi bay hãy để cho tao cắn xé ăn thịt người. Hỏi tâm nghĩa này tao mới chết. Mày ăn ai mày? Mấy mày ở đây nè. Hai tay mày nó mày kéo gì vậy? Cô ra coi tụt cái quần luôn rồi. Hai thằng tội lắm cho cái đầu nó bị quần tụt lại bà con ở đây à. Rồi mày kiếm gì nữa mày? Bây giờ mấy bà trong nhà bỏ chạy hết rồi. Bây giờ tao kiếm thịt con nít với đàn bà bé đây rồi. Mày ăn thịt đàn bà ở đây mày ăn hết không? Đúng rồi con. Mày mày chưa không? Chân tay nó ra cho chạy đá coi. Ôi, làm gì quýnh nhiệt tình như vậy? Quýnh nhiệt tình như vậy? Đừng! Đừng giết tao! Đưa mày vô! Vì tao là quỷ đẹp trai số 1 có tâm nghĩa này đó! Quỷ sứ mày đẹp trai hả? Nằm xuống mày! Khỏi mày! Dây mày! Cần cái gì? Mày vô hả mày? Tao! Tao là bà con của bác tâm nghĩa ơi! Chết kiểu nào chứ kiểu này nó đụng lỗ xuống quá. Chứ mày quỷ sứ là chết kiểu nào đó. Nằm xuống. Nằm xuống. Gì nữa mày? Đau quá. Ai biết cuộc đọc mày không? Kéo gì mày? Trời ơi trời. Tao thấy dậm nhà hiệu mà là trời gì? Sao mày biết nhẹ? Đâu mày nằm xuống cho nó dậm thử rồi mày biết nhẹ nặng rồi mày. Ngồi giờ uống nước lần cuối rồi đi theo phò lên cũ rồi mày. Mất dạy. Gì mày? Trời ơi trời, cái vô tống nước làm như phun gà chứ uống gì vô biết không mày? Vô mày. Mày thấy nước này sao? Công nhận ha. Nước ở Tân Nghĩa sao mà nó mát hơn ở dưới ba sao vậy? Mát thử lẹ lên được mày. Cho mày uống nước mà còn chơi dơ nữa hả mày? Mấy anh hát gì nói mưa đột sức được 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 không mày? Mưa nước gì này? Uống lại cho mày. Uống. Mày uống nước không xong hả? Trời ơi trời. Nó giết cái trò uống gì? Nó đẩy vô lỗ thở không? Mày uống xuống thì uống vậy nè mày. Nằm xuống cho tao hỏi nè mày. Trước khi nhìn biệt gọi trận đi theo phò linh cũ, mày có điều muốn nói bà con ở đây không? Dạ. Trước khi có nhìn biệt gọi trận để đi theo phò linh cũ, giả bác đang chết, gia đình bà cổ cô bác có thương tình, hãy ra ủng hộ cô làm lộ phí đổ xăng nặng về dưới bà cô bác Tân Nghĩa ơi. Con quỷ này trước khi chết xin lấy đổ xăng bà con ơi. Bà con này có thương tình ủng hộ cho 5 người đã đổ xăng dọc đường luôn. Không cho mày được không mày? Trời ơi khán giả đông như vậy, sao không ai thương tình ủng hộ á? Làm sao mà tôi về dưới? Nghe mày lên theo tội nghiệp. Bọn anh bên ngoài bước vô tặng cho mày 100,000 đồng nữa nha mày. Khán giả đông như vậy, sao mà có một người thương người trời? Còn yêu sao ghét hết người trời? Mày quỷ sứ đựng thịt người, ai mà thương mày mày? Giờ đây, tiếp tục ông chú trong gia đình bước nặng thêm cho mày 50,000 nữa nha mày. Chủ trai hồng tám út mở ngoặt thái học đông mặt đâu rồi mày sắp chết rồi kiếm cơ sở mày tán nhà hồng tám út gì nữa? Cơ sở mai tán chạy hồng tám út gạch giá ơi, nếu một mai tôi có nhìn biệt cõi trần thì ông này tặng cho tôi một cái hồn đẹp giống hệt như trong nhà cơ sở tám út. Khôn quá ha, trước khi chết còn xin hồn nữa tốt hả? Có mày thì ông tặng cho mày cái từ thiện nữa mày. Nghe mày gom thang tội nghiệp,
một bà con bên ngoài bước vô tặng cho mày thêm 80 ngàn nữa như vậy. Mời nghĩa. Chúa gia đình bà ông cô bác tân nghĩa ơi, vô lại đi kể từ hôm nay tôi không đấy là lời đảo xót của loài quỷ sứ trước khi dinh đi coi trần. Muốn gì thì nói lẹ lên mày. Trời ơi, trước nữa đây chúng sẽ đưa tôi về anh kia để giới tông. Thôi quỷ chạy vỗ tay đi quý vị ơi. Nhiều chuyện quá, lên đường đi.
gì sẽ lấy cái bài luôn.